cái thơ của quan gửi. Đây là những cái học trò đến chúc thọ cho anh hai. Thì tôi dẹp hết chuyện gì tôi cũng phải dẹp, bởi tôi cũng là một trong những cái học trò của anh hai. Dạ, dạ thưa các bạn, các em sau này, thế hệ nghệ sĩ sau này, hạnh phúc của chúng tôi là bước vào nghề, có trường, có lớp, có thầy dạy học đàng hoàng. Còn cả cái thế hệ chúng tôi đi trước và luôn những mấy năm có vị những người đó thì mần mò vào nghề, học hành từng câu nói của các người đi trước, nghề dạy nghề, coi các chú các bác mình hát sao như nào, rồi tự tìm đường mà học để đi tới với nghệ thuật. Dạ. Riêng cá nhân Kim Ngương thì thật sự là cũng giống như các anh em chị khác thôi, cũng mần mò trong cuộc đời đi tới nghệ thuật. Nhưng mà tôi có may mắn một điều, trong cuộc đời nghệ nghiệp của tôi cũng như trong cuộc đời cuộc sống của tôi, tên Trần Văn Khê, anh hai Trần Văn Khê đã có một dấu ấn rất là đậm trong cuộc đời nghệ thuật cũng trong cuộc sống của tôi. Và trước hết là trong vấn đề nghệ thuật, khi còn rất là nhỏ, hai mấy tuổi, Kim Cương làm thấy của tay và thấy là của ta. Dạ. Bởi vì cái ông mà công tước mà cha đó là một vị bá tước của Pháp đó. Tôi đổ lời cho ông đầu nho. Thành ra từ cái văn chương, cái gì, cái tình cảm thì nó rất là Việt Nam, mà ngay lá sầu riêng cái này cái kia nữa. Dạ, đó là cái vấn đề nghệ thuật. Em cảm ơn hai đã cho em một cái dấu ấn rất là lớn trong cuộc đời của em. Dạ. Trong cuộc sống ở ngoài thì thật sự các anh các chị cũng thông cảm, một đứa con gái hai mấy tuổi đi qua bên Pháp và tự lập và đi tìm việc làm thì rất nhiều khó khăn và nhiều thử thách và nhiều hấp dẫn nữa. Cái anh Khê luôn luôn nhắc nhở, và có mấy ông đi kiếm tôi hoài, và có mấy ông đó từ Bình Đức mình đi qua kiếm, thì tôi tình yêu hay sự nghiệp thì cũng hỏi ý kiến anh Khê. Thì anh Khê không có phê bình gì hết, chỉ nói với tôi một câu: em nhớ rằng em không phải là một cô bê, cô bích hay cô một cái đô phụ nữ nào bình thường đi qua Pháp, mà em là đại diện của nghệ sĩ Việt Nam đi qua Pháp. Em phải làm sao đừng để cho mang tiếng là người nghệ sĩ Việt Nam qua đây mà không có những cái đẹp của Việt Nam. Thì do đó cho nên tới bây giờ giáo dục của má, giáo dục của anh hai để giữ cho tôi được, tôi bây giờ tôi làm cái gì tôi cũng nhớ tôi là đại diện cho nghệ sĩ Việt Nam. Thành ra từ cái sống ở đời hay là cái cách gì thì một lần nữa đây là cái dịp, từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ tôi nói cho anh hai nghe cái gì đó, thì đây là cái dịp tri ân anh hai. Và em cũng cảm ơn hai đã cho em một cái tinh thần và hơn nữa một nghề nghiệp trong cuộc sống này. Em cảm ơn anh hai. Dạ.